Này ăn cái gì đây? Muốn ăn thì lăn từ bếp thì có thôi. Là đủ vào bếp rồi hả? Wow, món gì ngon ha. Quá đẹp. Khoai tây là bắc dầu lên chiên. Cà rốt với lại broccoli này là bắc nồi nước sôi á, rồi trộn vô cái nó vớt ra. Còn bò là rắc muối, rắc tiêu, áp chảo bụp bụp rồi bày ra. Nhìn hôm nay cái món này là món gì? Dũng chưa biết món này là món gì. Nhìn là biết, con hỏi đứa bò bít tết khoai tây. Rau củ là để ăn trang trí thôi. Mở bếp để chiên khoai tây, bỏ tí muối vô trong cái nước để hồi luộc. Này cũng tí muối nè. Có còn cái này nữa. Đủ chiên mà thôi nó bị nhanh lắm. Chiên vào tay nha. Để chiên rồi ngày hai bố con vừa quăng vô biến bỏ chạy ra ngoài luôn. Mẹ thôi. Rồi cái này im miệng hồi nó giòn lên thôi. Rồi nó giòn lên rồi nó chín lại. Nước sôi nghi ngút nè. Khóc rồi. Bông cải. Nó làm sao luộc để cho nó ngon nè. Này đúng là trần sơ thôi chứ không phải là luộc nha. Luộc là nó nát hết. Mình khi chờ bông cải thì chiên khoai tây luôn. Mình đã chuẩn bị chín rồi. Mình làm tốt hơn. Cô bánh hải sang chúng chuỗi rồi nghe. Broccoli này là trộn nước sôi thôi, vớt ra liền à. Cho nó xanh với lại cái này không cần phải nó chín giòn ăn được rồi. Người ta khuyên là ăn rau sống thì nó mới tốt cho sức khỏe, nó còn vitamin. Vớt bông cải xong vớt cà rốt luôn nha. Hấp dẫn không? Ăn cái này là heo thịt. Năng lượng vô. Này là bao bao năng lượng luôn. Chính cái nè, chừng 5-7 phút à. Cũng nghe bảy 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 lớp mẹ lớp. Đây cái vụ rắc muối thế này, phải tay. Hồi đã dĩa chứ hả? Đâu, phải tay rắc muối trong đây luôn nè. Nóng nhẹ luôn. Hơi lủng củng tí. Mình đổ dầu ra đây. Mình xíu là chim mò. Chim mò nhé. Chính chỉ hay là vườn hay là tái? Không có kinh nghiệm, chỉ biết là thấy ăn được rồi ha. Đếm thử đi, đếm thử nha. Cho anh miếng tái nha. Hay là vườn. Cái bỏng này là chắc hơn 1 phút. Nhưng mà cái miếng này chắc hơn 1 phút rưỡi.
này là mình đếm từ 1 đến 60 là chạy lợi như 60 giây mà một phút. Mình nghĩ là nên lọc nhé. Rồi tiếp 2 miếng còn lại khoảng chừng 2 phút rồi ha. Sáng bò bít tết, bò bít tết nha, nấu chín kỹ. Anh ăn miếng nào, miếng lớn hay miếng nhỏ? Nào cũng được. Mọi người cũng miếng hấp dẫn không? Bắt tay. Rồi, ai muốn lấy miếng lớn hay miếng nhỏ thì quanh tù xì. Wow, đẹp quá trời luôn. Thôi bây giờ ăn sáng thôi. Một bữa ăn sáng muộn. Muộn chủ yếu là khỏi phải ăn trưa, ăn chiều luôn. Vậy là đủ rồi đó. Đổi thịt được. Được. Hỏi bà bếp cái món này món gì mà chuẩn bị cả ngày trời. Hả? Cái này không? Bỏ cho em hả? Còn mày giúp đỡ cắt không? Có kéo với có dao ha. Tự cắt nha. Đã không có miệng được. Ăn nha. Vất vả là buổi sáng rồi hả? Các con để thịt. Món này à, làm nhanh mà đơn giản mà đâu có gì đâu vất vả. Các con để thịt. Mày cắt cho con hả sao? Để thịt qua. Tại sao? Đừng. Ủa quá nhiều con lắm hả? Miếng này khoảng nửa ký không? Sợ cứng như ta. Khô không? Ừ, mày nấu chín kỹ quá. Miếng này gọi là miếng chín kỹ. Vậy thì cái dao này không phải là cái dao cắt bò chuyên nghiệp. Tenderloin, tenderloin. Ê, cắt ra ăn thử thôi. Này là chín kỹ mà rất kỹ. Rồi dăm miếng miếng nước tương thử miếng ra. Wow, mềm. Gân mới giòn. Rất là mềm. Ừ, chín kỹ mà thịt bò Mỹ nữa mà. Đây là chiên à. Người ta ăn buổi tối, người ta uống rượu phải. Mình ăn sáng. Sáng ủa mà
cho vào nước sôi thôi thì nó sẽ giòn, ngọt, mềm. Ăn thử cái này coi nó giòn không biệt. Rất ngọt. Giòn giống trái cây vậy đó. Ừ, thơm lắm. Nói đi, phát biểu đi. Bò với da da nó chín. Ăn thơm. Rồi đó đó, mùa khô sao nó thấy giòn quá. Ngon. Ăn cho nó đỡ ngán. Cái nghĩa là gì? Người Việt Nam cắt hết rồi nè. Ăn cho nó nhâm. Cắt hết đó là ai khỏi mở tay là ngồi hưởng thụ. Mở răng. Ngon. Chính như là quen rồi. Thơm, bò Mỹ cũng thơm. Khoai tây chiên giòn, còn cà rốt luộc mới luộc kiểu như luộc sơ qua nên là nó còn giòn lắm. Thì cái này thì ngon. Thịt bò thì nó hơi dai dai nhưng mà nó ngon. Kêu có sao? Thấy sao Bình? Ngon. Hơi lạ. Lạ ở chỗ nào? Cà rốt cứng quá. Nhai không ngọt. Ăn vậy no không? Ngon, ngon. Nhai được rồi. Hôm nay nấu nữa ăn không? Không có dính kỹ đâu mẹ. Đi đêm nữa. Đỡ đỏ nữa. Hả? Bây giờ ra đường người ta đâu có cho mua về đâu. Cho nên bây giờ ở nhà phải tự làm luôn. Không có. Bò thì muốn ăn thì cũng phải ăn tại chỗ. Đâu mua về đâu có ngon. Bò cái Tết mua về đâu ăn ngon. Nó khô hết đúng không? Bò dễ làm mà. Không có tiền mua bò thôi. Chở qua chở lại là bỏ ra gì cả ăn thôi. Món sắp tới làm món gì ăn ra? Sắp tới hả? Nấu cơm, luộc rau muống. Rồi ok, vậy thôi đợi món sắp tới nha. Cơm trong muống luộc, trong nước tương. Khô quẹ. Ok.